ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Quý chị các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình đến nhà chú Thủy và chú Thủy trên đường bên nhà hàng xóm về cùng với mình để xem các nhà như thế nào. Hãy mời cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành vào xem. Ở nơi đây, anh cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và có niềm vui trong cuộc sống. Và có chú Thắng đi sau các bạn. Bây giờ anh em đang trên đường đi về bên nhà chú Kỳ, chị Thảo và về nhà chú Kỳ các bạn ơi. Bây giờ anh em đang đi trên đường về các bạn. Thì mình bây giờ đến đây để mình xem các nhà của chú Kỳ như thế nào. Thì thanh mời cô chú và chị cùng đi thanh ở đây để đến đây cùng đi với anh em YouTube của thành phố Sóc Trăng. Thì thanh đang đi cùng với Thắng với Trung luôn các bạn. Chú Kỳ. Đây là hiện giờ mình đang đi trên đường đi về các bạn ơi. Và bây giờ đang trên đường đi về nha. Mình sẽ mời cô chú anh chị cùng mình. Đây Thắng thì đang đi cặp với chú Kỳ đang làm những cái clip. Clip cực kỳ. Sau đó thì rất thiếu luôn nè các bạn. Tặng bà con cô bác. Để chào quá giỡn thôi. Quá vui. À chú Kỳ đây. Vô kỳ. Chú Kỳ bữa nay vui hả chú Kỳ? Nay vui không? Rồi em nhảy đường em cứ đi, đừng về bên gác trò để mặt tôi với đời. Em đi thật xa, quên hết chuyện ngày qua. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bụi xóa hình em trong mắt tôi. Lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm. Màn cây từng đêm cũng chỉ đầy đùa thêm. Tình nhân ơi, trường sinh dã nhân tình. Tôi từng ngỡ em còn thơ như lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết, dâng nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu, giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không dứt, buồn duyên ai chẳng phai. Lời nào không chuốc chảy, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em, nhưng tuyết mạnh tự duyên. Tầm tay nào tôi vỡ, tình ta cách xa rồi. Tôi không giận em, nhưng tuyết mạnh tự duyên. Tầm tay nào tôi vỡ, tình ta cách xa rồi. Trên đường đi ở ngoài ruộng nha các bạn, anh em đang đi ở ngoài ruộng luôn để chia sẻ những video về cái hoàn cảnh thiệt của anh em mình đi tác nghiệp ở chợ nhà chú Kỳ ở huyện Châu Thành. Thì hôm nay chú Kỳ hát cũng nhiều bài hát rất là hay các bạn ơi. Chú Kỳ bữa nay là có nhiều bài mới nữa nha. Bài đó hát mấy bài mấy ngày mới thuộc luôn nha chú Kỳ. Khô cổ. Khô cổ luôn á hả? Khô luôn. Ba bài. Bốn bài luôn hả? Đã giờ nhiêu? Cả chục bài mà. Đây trên đường đi qua bên nhà hàng xóm của chú Kỳ về đó các bạn ơi. Mình đang trên đường về. Đây. Đi lại về luôn hả? Để phía coi các anh em đang làm việc luôn. Đây là cánh đồng mới xạ xong, rất là mướt mắt luôn.
Rồi, đây anh em đang chuẩn bị các bạn ơi. Hôm nay thì vật liệu đã có rồi, thì anh em thợ đã đang tiến hành xây dựng các nhà của chú Kỷ tiếp tục. Hiện bây giờ mình đang thấy là gáp sắp thành khung sườn rồi các bạn. Đây, mình đứng ở bên ngoài mình cho các bạn thấy xem các anh em đang làm việc nha. Đây là những người thợ vừa sắt lãnh để làm việc các bạn. Đây, hiện bây giờ thì mình thấy cái khung sườn đó lên nữa các bạn, thì người ta đang còn chú Kỷ đứng ở bên dưới để xem người ta làm các bạn. Đây, đây hiện bây giờ chú Kỷ đi đâu? Đi, chú Kỷ đi lụm củi các bạn ơi. Củi gì à chú Kỷ? Đây, chú Kỷ về hiện giờ đi lụm củi. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn thấy nhà chú Kỷ tiến hành tới đâu nha. Đây, bây giờ nhà đang hàng. Rồi, thanh đoạn. Đây, hiện bây giờ đang hàng kèo với đòn tay đầu lên rồi các bạn. Đây, ở này thì cũng anh em cũng đang làm cái nền bên trong các bạn ơi. Đang đào đất. Bây giờ thì cái vật tư mà chuyển vô này rất khó, cho nên các ông thợ đào bên mép bên này để chuyển về vào trong nền của chú Kỷ để cho nó dễ, rồi sau nè từ từ để cho chú Kỷ bắt đầu lấy đất ở bên mép sông đem lên. Nhưng bây giờ thì các anh thợ đang làm nền ở bên trong các bạn. Đây, đây các bạn. Bây giờ thì đang hàng. Này, bây giờ là đang vô hàng với vô nền đất để chuẩn bị làm cái nền bên trong lót gạch lên. Đây là những cái sắt để chuẩn bị làm cột, làm đồ nè các bạn. Đây, cái sắt này sắt vuông rồi. Anh em đang làm cũng rất là nhiệt tình cho chú Kỷ để sớm có căn nhà ở các bạn. Bây giờ thấy hàng kèo rồi các bạn, khung sườn đã lên rồi, bây giờ còn đòn tay thả ngang đã đầu dập leo rồi, chuẩn bị lộp đỡ được rồi để cho người ta có chỗ để làm khi mà trời mưa đó các bạn. Thì bây giờ người ta tranh thủ để làm sớm ở trên cái dằn trên để khi mưa thì người ta làm trên dưới được, để không thôi làm gì mà không có làm ở dành trên á thì mưa xuống người ta sẽ không có việc làm ở phía dưới. Đây, anh em cũng rất là nhiệt tình luôn. Thì chỗ này là ngôi nhà cũ của chú Kỳ vẫn còn, sau khi làm xong người ta sẽ dỡ ra luôn các bạn. Đây, hiện bây giờ thì mình thấy là coi cao lên là 4 tấc 5 tấc các bạn. Độ cao lên của cái nền nhà của chú Kỷ là 4-5 tấc. So với lúc trước. Còn độ cao của cây cột giữa, cây cột cái là nó khoảng 5 thước. Và phía dưới trước nó khoảng 3m rưỡi, 4m các bạn. Đây. Còn ở này thì đây là cái sàn lãng nước, thì hôm trước đã đóng cây nước rồi các bạn ơi. Thì sau khi cắt nhà xong thì chú Kỷ sẽ dừng một cái hướng bên này để làm chỗ chuồng gà với chỗ để như cái nhà kho vậy các bạn, để như cái kêu
ở quê thì người ta thường hay nói là bên trái đó các bạn, là cái trái đó để người ta đựng để lúa thóc cho gà đồ được. Đây bây giờ thì buổi chiều thì anh em cũng rất cố gắng để làm, hôm nay thì trời cũng rất là đẹp, nắng rất là đẹp các bạn. Phía trước của nhà chú Kỳ ở các bạn này, bây giờ thì dây điện kéo từ bên nhà chị Thảo qua nè các bạn, là cái đường dây này kéo bên nhà chị Thảo qua. Đó các bạn, thì dây điện này đi trong cái rừng lá thì cũng thấy là nguy hiểm, sau khi xong thì cũng kêu chú Kỳ để làm cho con đường nó đi qua cho nó ổn một chút, để dây điện để ngoài đi theo cái đường này cũng rất là nguy hiểm các bạn. Thanh cũng xin tạm dừng video tại đây, xin chúc cô chú anh chị và quý vị một ngày mới vui vẻ, sức khỏe tràn đầy, và hãy nhớ đón xem những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Xin máy bay và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video sau của Thanh.